Thông tin lớn kế tiếp đó là thông tin liên quan tới Ethereum thì các bạn cũng đã nhớ đó là ngày hôm qua mạng lưới thử nghiệm Gurley của Ethereum đã kích hoạt. Đây là mạng lưới thử nghiệm cuối cùng của Ethereum à, để kích hoạt The Merge hợp nhất và cuối cùng cũng đã thành công dựa theo những gì mà chúng ta nhận được. Thì điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là Ethereum đó bước kế tiếp đó chính là tích hợp mạng lưới chính thức trở thành group stake hệ thống cổ phần và không đạo nữa thì uh, khi nào ngày đó sẽ xảy ra thì đó là ước tính bây giờ là ngày 16 tháng 9 hiện tại thực ra là ngày 15 thì ngày 16 và uh, trên Ethereum thì tính theo cái số lốc tại sao mà có lúc ngày 15 có lúc chúng ta nói ngày 16 tại vì cái số lốc nhanh hay chậm là tùy theo tốc độ trên mạng lưới hiện tại nhưng mà ước tính á, là tháng 9 này chúng ta sẽ có hiện tượng Ethereum chuyển qua POS đây là một cái sự kiện mà chúng ta đã nói tới mấy năm rồi các bạn nào mà tham gia uh, thuận capital trong nhiều năm năm qua đó thì những ngày đầu tiên chúng ta đã nói tới ethereum chuyển qua hệ thống proof stake lúc đó các bạn nhớ là không phải gọi là ether 2.0 mà chúng ta gọi là serenity uh, đã bao nhiêu năm qua cuối cùng ngày này cũng đã đến Nhưng mà các bạn không biết đây là Ethereum Thì họ nói là ngày 16 tháng 9 thì thường thường là cho họ chi khoảng 3 tháng Thì có thể tháng 12 chúng ta mới thấy được nhưng mà khả năng rất cao là trong năm nay Ethereum sẽ chuyển qua POS cuối cùng này cũng đã đến thì điều này có nghĩa như thế nào đối với những thời đào thì thường đã chia sẻ với các bạn rồi thời đào thì có ba cái sự lựa chọn một là fork Ethereum qua một cái mạng khác rồi tiếp tục đào và thú vị hơn đó là khi mà chúng ta nhìn vào một cái bài viết được chia sẻ bởi Decrypt thì Binance, sang Binance nói là họ có khả năng là ủng hộ cái uh, mạng lưới mới của Ethereum nếu như mà harford xảy ra đương nhiên không có harford xảy ra đó thì không có mạng lưới mới nhưng mà nếu như thật sự có một đội nào đó muốn tự harford để tiếp tục có Ethereum Proof of Work đó, thì sàn Binance nó là sẽ ủng hộ nhưng mà sàn Binance nó không phải là sàn duy nhất chúng ta thì được là ngoại trừ sàn Binance sau chúng ta có Poloniex uh, Hobi cũng nói là ủng hộ và thậm chí ở trên Bitmax họ đã có hợp đồng tương lai cho mạng lưới Ether Proof Work nếu như mà có sự tách rời xảy ra trong cái đợt cập nhật này nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại thấy được là những công ty như là công ty Circle của USDC và công ty Tether USDT hai cái đồng ổn định lớn này đó thì đều nói là chỉ ủng hộ Ethereum Proof Stake mà thôi có nghĩa là cho dù có hai phút xảy ra đi nữa đó thì họ cũng sẽ không có ủng hộ cái mạng lưới đó nghĩa là sẽ không có đồng ổn định USDC và USDT trên mạng lưới đó nếu như mà hạ phố xảy ra đó là cái lựa chọn đầu tiên thường đã chia sẻ với các bạn rồi thứ nhì đương nhiên họ có thể là đào team classic và thứ ba thì họ có thể là dùng tốc độ đào của mình để ủng hộ một đồng khác mà đang trong chế độ đào dù sao đi nữa họ cần phải đưa ra quyết định nhanh tại vì sẽ có cái hiện tượng là bơm đầu khó sẽ được kích hoạt cho mạng lưới Ethereum lúc đó đó sẽ không có đào hiệu quả nữa thì có phải là sau khi mà có sự kết hợp này đó Ethereum sẽ hoàn toàn chuyển qua Proof Stake thì chúng ta sẽ thấy được là Ethereum nhanh hơn và mạng lưới phí rẻ hơn hay là không thì không phải đâu các bạn sẽ có nhưng mà không phải là ngay lập tức à, chúng ta có thể hiểu đơn giản đó đây là cái bước đầu tiên mà thôi và thực ra đó các bạn đã nhớ thường chia sẻ với các bạn là tổng cộng nó có 5 bước thứ nhất là The Merge có nghĩa là cái sự kết hợp chúng ta nói tới mấy hôm nay thì The Merge là bước đầu tiên đây là cái sự kết hợp giữa mạng lưới Proof Work và Proof stake trở thành mạng lưới duy nhất mà thôi à, thứ nhì đó là The Search thì đợt sới này đó là chúng ta sẽ bắt đầu có những cái cập nhật liên quan tới sharding sharding đó là cái giải pháp mà giúp cho em có thể đạt được 100.000 giao dịch trong một giây giải pháp này đó, hiểu đơn giản là chia ra dữ liệu thành những phần nhỏ và xử lý song song với nhau thông không phải đâu người chuyên về công nghệ nhưng mà có hiểu mà thông hiểu đơn giản là như vậy kế tiếp đó là chúng ta có ba giai đoạn the verse the purse và the sludge cả ba giai đoạn này đó chủ yếu là cập nhật và làm giảm dung lượng máy nô làm giảm dung lượng giao dịch để cho mạng lưới có thể là giao dịch hiệu quả hơn và khi đó chúng ta mới thấy là mạng lưới nhanh hơn và phí rẻ hơn chứ còn sau sự kiện the merge thì tất cả tôi nghĩ là cũng giống như nhau mà thôi chứ chưa có ngay lập tức đâu cũng như là chúng ta đã nhớ là năm 2017 đó khi mà Bitcoin có cái cập nhật Segwit dẫn đến là Bitcoin chia đôi Bitcoin và Bitcoin khác như bạn đã nhớ rồi thì uh, sau đó đó thì sẽ không có mạng lưới Lightning Network ngay lập tức mà sau khi mà có Segwit rồi thì mới có mạng lưới Lightning Network Ethereum cũng vậy sau khi mà có đồng mơ rồi thì mới thể có được giải thấp sharding nhưng mà sau khi mà có the merge thì uh, chúng ta sẽ thấy liên quan đến những bài nào mà quan tâm đến đầu tư ethereum đó chính là phần trăm lạm phát ethereum sẽ giảm xuống đáng kể thường đã chia sẻ với bạn thông tin này cách đây thường nhớ cũng một 2 tháng rồi nhưng mà thường sẽ lặp lại nhanh chóng để các bạn nhớ à, đó chính là sau khi mà hiện tượng nơ mơ xảy ra đó thì phần trăm lạm phát có nghĩa là cái số lượng ether được sinh ra hàng ngày đó sẽ giảm xuống khoảng chừng là 90% thì để hiểu đơn giản đó thì mỗi một ngày cái số lượng ether được đào ra đó là khoảng 11.520 mỗi một ngày dựa theo ước tính đến từ Coinsworth nhưng mà những bài nào mà xem những trang web khác đó có thể thấy được là có một số trang web giống như là Watch the Burn thì nói là Ether hôm qua có tới 13.329 thực ra cái sự khác biệt đó là họ tính cái số lượng phí vào trong đây và cộng với lại những cái block họ gọi là Uncle Reward đó có hiểu, hiểu đơn giản đó là trong hệ thống đào thì có khi cả hai cái thợ đào đều giải cái bài toán cùng một lúc dẫn đến là một người được đưa cái khối của mình vào trong chuỗi của Ethereum người còn lại đó thì không được nhưng mà vẫn được tiền thưởng nó gọi là Uncle Reward hiểu đơn giản là như vậy cho nên con số này mới cao hơn nhưng mà chúng ta có thể lấy con số đơn giản đó là đào ra được 11.520 Ether mỗi một ngày hiện tại và nếu chúng ta dùng con số này đó mà chúng ta tính là trừ đi 90% thì mỗi một ngày đó sau khi mà có đợt mới cái số lượng Ether sinh ra đó chỉ khoảng là từ 1.152 tới 1.300 Ether mà thôi con số giảm rất đáng kể và thêm vào đó chúng ta cũng đã thấy được là Ethereum hàng ngày đó thì được đốt khi mà sử dụng thông qua EIP 1559 và cái con số mà hôm qua đốt đó lên tới 1934 có nghĩa là nếu chúng ta trừ ra con số đốt như là ngày hôm qua đi đương nhiên mỗi ngày mỗi khác tùy theo cái số lượng giao dịch thì chúng ta không những là không có thêm Ether sinh ra mỗi ngày mà còn thấy Ethereum mất đi mỗi ngày nữa có nghĩa là chúng ta đi vào tình trạng là giảm phát và dự theo ước tính ấy, thì mỗi một năm Ethereum có thể là giảm phát tới 2% chứ không phải là tăng thêm đây là cái hiệu ứng mà chúng ta sẽ thấy khi mà Ethereum thành công POS thì có phải là chúng ta nghe thông tin này để các bạn lại FOMO vào hay là không tại vì chúng ta đã thấy được là giá của Ethereum đã tăng khá đáng kể gần đây rồi nếu như chúng ta nhìn vào Ethereum đó thì chúng ta thấy được là từ cái mức thấp của Ether lúc đó là khoảng 850 đô đó cho đến mức hiện tại thì để cho các bạn thấy được là Ether hiện bây giờ đã có sự tăng trưởng là 119% từ mức thấp rồi, tăng trưởng khá là nhiều. Bây giờ là gần 1.900 đô, thì à, mọi người đương nhiên rất là phấn khởi về cái cập nhật The mới này. Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ đó là có một cái hiện tượng trong crypto chúng ta thường hay thấy đó chính là mua tin đồn bán tin thật. Có nghĩa là trước khi mà sự kiện xảy ra đó thì mọi người phô mô vào nhưng mà tới ngày cập nhật đó thì lúc đó giá cả không những không tăng mà còn giảm nữa. Đó chính là điều chúng ta đã từng thấy khi mà chúng ta nhìn vào Bitcoin đi. Chúng ta trở lại và nhìn vào Bitcoin thì Bitcoin có một hiện tượng mỗi 4 năm đó chính là hiện tượng halving. Các bạn cũng đã biết nhiều về hiện tượng này rồi. Chúng ta trở về năm 2020 đi. Hiện tượng halving xảy ra đó là vào tháng 5 ngày 11 tây thì khi thường zoom vào đó các bạn sẽ thấy được là điều gì xảy ra trước khi mà hiện tượng halving. Hiện tượng halving đó là sau khi có hiện tượng này thì mỗi một lóc à, cái số lượng bitcoin được sinh ra đó là sẽ giảm đi phân nửa. Thì có thể hiểu đơn giản đó đó cũng tương tự như là những gì sẽ xảy ra đối với Ethereum khi mà có POS thì lúc đó cái số lượng phần trăm lạm phát cũng sẽ giảm khá nhiều và giảm còn hơn phân nửa nữa. nữa. Nhưng mà chúng ta thấy được là khi mà chúng ta nói tới hiện tượng halving của Bitcoin đó thì từ tháng 3, ngày 13 tháng 3 đó đã bắt đầu là có cái đợt FOMO liên quan tới sự halving năm 2020 rồi từ cái mức là 3.900 đô đẩy lên tới cái mức là 10.000 đô đẩy lên rất là mạnh luôn à, nhưng mà trước đó ba ngày trước cái ngày bị con hai bình ba ngày đó thì giá lại giảm xuống từ 10.000 đô mà giảm xuống còn có 8.000 đô mà thôi có nghĩa là chúng ta được là mọi người phô mô vào nhưng mà trước cái ngày hai thì có một số người đã bán đó chính là hiện tượng mua tin đồn bán tin thật rồi sau đó giá lại đi hàng nghe một thời gian dài đó chính là năm 2020 nghìn nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy được hiện tượng tương tự xảy ra vào năm 2016 khi mà hiện tượng halving xảy ra đó lúc đó giá cả ứng ra sao thì các bạn thấy được là cũng tương tự như vậy, giá cả tăng rất là mạnh trước hiện tượng halving cách đó khoảng chừng là gần 3 tuần đó thì giá đã tăng lên từ cái mức mà các bạn thấy là từ tháng 5 đó, lúc đó giá của BTC chỉ khoảng 400 mấy đô mà thôi đã lên tới 783 đô, khoảng chừng 3 tuần trước cái halving rồi sau đó các bạn lại thấy được giá lại có một cái đợt đi xuống trước ngày halving đi xuống 30% các bạn thấy là cái mức mà đi xuống đó là còn có 551 đô mà thôi ngày 23 tháng 6 và hai bình xảy ra là ngày 16 tháng 7 thì hiện tượng này cũng đã xảy ra năm 2016 Nếu như mà các bạn trở lại năm 2012 đó Lúc đó là cái thời điểm rất mới của BTC Không có hiện tượng này Không có hiện tượng là giá tăng rồi sau đó lại đâm trước ngày halving các bạn thấy được là giá cứ tăng và tăng sau ngày halving nhưng mà tôi nghĩ đó đây là cái thời điểm rất khác so với lại bây giờ tại vì năm 2012 lúc đó có mấy ai hiểu về hiện tượng halving đâu thật ra năm 2020 đó cũng ít người hiểu về halving tôi nghĩ là bây giờ hiện tượng halving nhiều người đã hiểu hơn rất nhiều cho nên chúng ta không thấy cái hiện tượng pump and dump trước ngày halving cái mà tôi muốn chia sẻ đây với các bạn đó không ai có thể chắc chắn được lại tiêu nhầm đó khi mà tới cái ngày Most, có nghĩa là còn khoảng chừng 4 tuần nữa đó thì lúc đó giá sẽ pump hay là đâm không ai có thể biết được tương lai thông chỉ có thể chia sẻ với các bạn là đó là một khả năng mà thôi và điều quan trọng hơn đó là các bạn nếu như mà mua Ethereum bây giờ thì các bạn không phải mua Tại vì các bạn kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục tăng đến cái ngày có hiện tượng đầu merge của bán để mà kiếm lời Tại vì không ai có thể chắc chắn được giá có thể tăng hay là giảm không ai biết được Các bạn mua Ethereum bây giờ tại vì các bạn tin tưởng vào tương lai dài hạn của Ethereum Các bạn tin tưởng là sharding sẽ có, các bạn sẽ tin tưởng là Ethereum mạng lưới sẽ được mở rộng Và cái sự lựa chọn chuyển qua Proof Stake một sự lựa chọn sáng suốt đến từ đội của Ethereum Và các bạn tin tưởng vào cung và cầu không phải ngay lập tức nhưng mà một thời gian dài đó thì cái số lượng Ethereum phần trăm lạm phát ngày lại càng giảm xuống sẽ dẫn đến là ảnh hưởng tốt đối với giá cả đó mới là điều mà các bạn nên quan tâm đến nếu các bạn muốn mua Ethereum thì bây giờ chứ không phải là mua ngắn hạn giá cũng đã tăng khá nhiều rồi ngoài chuyện thông tin tới ra thì một thông tin ngắn cho những bài nào mà đang dính vào cái sự kiện của Celsius thì khi nào chúng bạn mới nhận được tiền đến từ Celsius thì chưa bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức nhưng mà Simon Dixon cũng đã đưa ra một nhận định thứ nhất các bạn nên hiểu đây là nhận định cá nhân mà thôi và thứ nhì đó là Simon Dixon cũng là một trong những người mà bị dính vào cái sự kiện Celsius Simon Dixon là người mà có nhiều tiền nhất ở trên Celsius hiện tại mà đang bị dính vào cái sự kiện này cho nên có thể là Simon cũng đang có một cái hobby biên rất là lớn nhưng mà các bạn thấy được là Simon Dixon đã nói là khả năng là trong vòng 2 tháng đó Thì chúng ta sẽ bắt đầu là nghe thông tin là các bạn sẽ có thể nhận được bao nhiêu tiền từ Celsius Tại vì Celsius đã khai bảo vệ phá sản, họ không có còn 100% số tiền nữa Mà các bạn đã nhớ là họ có một lỗ hỏng là gần như là 2 tỷ đô la, lỗ hỏng rất là lớn Thì đương nhiên các bạn chỉ có thể lấy lại được một phần của số tiền mà các bạn đang bị dính vào Celsius mà thôi Thì Simon Dixon nói À, là khả năng đó là các bạn có thể biết được trong vòng 2 tháng số tiền đó các bạn sẽ nhận lại là bao nhiêu của cái số tiền các bạn gửi vào. À, và có thể là sẽ có những cái sàn giao dịch cho các bạn bán cái phiếu nhận tiền đó. Nếu như các bạn cần lấy lại ngay lập tức, có thể là bán với cái à, giá rẻ hơn là cái số tiền mà các bạn sẽ nhận được. Tại vì nếu như các bạn chờ đợi để à, tòa án ra quyết định đó, thì có thể là phải chờ khoảng chừng 9 tháng các bạn mới có thể nhận được cái số tiền đó và nhận được bao nhiêu đó thì tùy theo là từ đây cho đến cái ngày mà các bạn nhận được tiền thì có công ty nào đứng ra để mà nói là sẽ thu mua lại công ty sau sự sai là không nhưng mà ước tính bây giờ đó là các bạn sẽ nhận được khoảng chừng phân nửa số tiền mà thôi và nếu như các bạn muốn lấy ngay lập tức đó, thì có thể là các bạn sẽ bán lại được cho một số người mà họ không cần tiền bây giờ họ sẽ mua lại cái phiếu để mà nhận tiền đó của các bạn với cái mức chỉ phân nửa giá mà thôi. Đó là thông tin đến từ Celsius. Còn uh, về một thông tin khác nữa. Nhưng mà nào mà quan tâm đến xe điện. Đó, thì uh, Rivian uh, cũng đã đưa ra cái thông báo quý 2. Và thông báo quý 2 đó cũng uh, khá là tốt. Các bạn thấy được là tổng cộng. Họ đã kiếm được lợi nhuận đó là 364 triệu. So với lại ước tính là chỉ có 337 triệu mà thôi. À, về từng cổ phiếu đó Thì à, họ kiếm được 1 đồng 62 đô So với lại à, Mọi người nghĩ là họ sẽ thua lỗ 1 đồng 63 cent à, Cho một cổ phần Thì nói chung đó, đây là một cái quý cũng tốt Đối với Rivian à, Nhưng mà đối với Rivian đó, thì các bạn nên hiểu là Đây là một công ty xe điện mới Và họ chuyên À, làm những cái chiếc xe truck đó. như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì không biết các bạn đã từng thấy Rivian hay chưa thường cũng đã từng thấy ở ngoài đời rồi cũng rất là đẹp và Rivian bây giờ đó thì là một chiếc công ty mà nhiều người cho là cạnh tranh mạnh với lại Tesla nhất là Tesla đó bây giờ vẫn chưa có một cái xe truck các bạn đã nhớ là cách đây khoảng chừng 3 năm Tesla có thông báo là sẽ có Cybertruck cuối cùng bây giờ vẫn chưa có thì Rivian đó vẫn là một sự lựa chọn hàng đầu cho người nào mà muốn xe điện mà muốn xe truck như thế này nhưng mà điều mình không muốn chia sẻ ở đây đó là nếu như mà các bạn nghĩ về cái thị trường xe điện thì thường có một cái suy nghĩ như sau. thứ nhất đó là những công ty mà họ đã có hệ sinh thái và có công xưởng lớn có thể sản xuất được số lượng lớn xe, giống như là Toyota hay là Mercedes. những công ty đó đó họ lại quá thua kém xa với lại công nghệ xe điện. Họ cần một thời gian dài để mới có thể là cạnh tranh được với lại Tesla. Cho nên chúng ta mới thấy những nhận định như là Rivian hay là công ty Lucid là có thể cạnh tranh được với lại Tesla. Nhưng mà nếu các bạn nhìn lại cái con số xe mà họ sản xuất đó thực sự rất thấp, các bạn đã thấy được là công ty Rivian. À, họ nghĩ là trong năm nay đó họ sẽ có thể là giao được à, khoảng chừng 25.000 chiếc xe họ sẽ có thể tạo ra được 25.000 chiếc xe chứ không phải là giao con số này đó nếu như chúng ta so sánh với lại Tesla đó là cách xa một trời một vật các bạn đã thấy được là trong cái quý 2 mà thôi chỉ tính 3 tháng thôi thì à, công ty Tesla không phải là tạo ra mà đã giao 254.695 chiếc xe tổng cộng và chúng ta tính cái quý 1 họ đã giao 305.000 chiếc xe tổng cộng cộng hai quý này lại đó họ đã giao gần như là 600.000 chiếc xe trong vòng chỉ có 6 tháng đầu năm mà thôi 600.000 chiếc xe so với The Rivian chỉ có 25.000 khoảng cách rất là xa cho các bạn thấy được là nếu như chúng ta nói về là cạnh tranh với lại Tesla đó thì về cái phương diện là quy mô thật ra quy mô xe điện đó, bây giờ vẫn chưa có xe nào có thể đến gần được Tesla hết và trong khi các bạn đã biết là Tesla sản xuất nhiều xe như vậy mà họ vẫn còn đang gặp vấn đề à, ba cái nơi sản xuất xe lớn đó chính là ở Thượng Hải, ở Texas, Hoa Kỳ và ở Berlin thì cả ba nơi này đó đều gặp sự cố và không sản xuất được nhiều xe như là mong muốn mà họ vẫn giao cái số lượng xe cao như vậy thì chúng ta có thể thấy được là khi mà mọi thứ trở lại bình thường hơn thì Tesla sẽ giao bao nhiêu xe hệ sinh thái Tesla sẽ lớn mạnh như thế nào đó chính là cái suy nghĩ của thuận các bạn nghĩ sao hãy comment ở bên dưới các bạn có từng lái những chiếc xe điện khác như là Lucid hay là Rivian hay là chưa bản thân thuận thì các bạn đã biết là cũng lái chiếc Tesla cũng đã được uh, 8 tháng rồi và thuận vẫn rất hài lòng với chiếc Tesla mà thuận mua uh, hồi tháng 12 và đây là tất cả những thông tin mà thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa ngày mai đó thì có thể không có video thuận sẽ chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn và như mình nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thùng capital thì khi bấm vào cái link mình dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể nhận được bonus hay là nhận được giảm phiêu dịch lên tới 20% khi mà tham gia những sàn lớn như là sàn Binance và những cái ưu đãi khác như là các bạn nhìn thấy trên màn hình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah, I'm like an addict, dude, I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got